Dạ vâng, trên trang Audio Day xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay thì tiếp tục với video mới. Em mới về thêm một cái model Noah sử dụng để cho các bác cùng anh chị em phối ghép nghe nhạc và đặc biệt là hát karaoke. Đó là một trong những cái model Noah rất nổi tiếng của hãng JBL GZX215. Một trong những cái model Noah cũng rất ít về thị trường Việt Nam các bác cùng anh chị em nhé. Đây là một trong những cái model rất ít về và hiện đang có tại trên trang Audio Day với một cái tình trạng là loa zin bản và đẹp trên 95%, sử dụng phối ghép nghe nhạc và hát karaoke phê luôn. Thì với cái cặp loa GZX215 này là được hãng thiết kế và sản xuất tại Mexico, Mỹ. Cái cấu hình và cái phân khúc của loa thì nó cũng giống như là các cái cặp loa là cùng cái phân khúc, được gọi là người anh em các bác cùng anh chị em nhé. Ví dụ như là 115, 115 và đây cái model SF115. Nó là cùng một cái phân khúc, cùng một cái quãng thời gian thiết kế và sản xuất ra đời. Thì với cái cấu hình là loa full 2 đường tiếng 1 bass 40, sử dụng 1 bass 40 và 1 tép kèn. Về cái chất âm của JBL thì các bác cùng anh chị em biết rồi, em cũng đã test và cũng rất nhiều anh chị em khác trên thị trường đã giới thiệu về tất cả các cái sản phẩm. Cái chất âm của JBL thì có một cái đặc trưng riêng, cái giải bass là rất chi là chắc, mạnh, lực và điều đặc biệt là đánh rất êm, cái tiếng bass rất êm, rất lực các bác cùng anh chị em nhé. Và cái tiếng trung âm thì nó rất sáng rõ và đưa ra cái tiếng lời, tiếng min ấy, các bác của anh chị em biết rồi, cái tiếng min, tiếng lời ấy, là nghe nhạc và hát karaoke nó rất rõ, rất bay. Và tiếng tép thì nó không hề bị chói, nhưng mà cái độ tí tách, độ leng keng, độ mỏng của tép rất chi là mỏng mảnh, nhưng mà rất khỏe các bác của anh chị em nhé, mà tạo cho anh chị em một cảm giác là nghe tất cả các thể loại nhạc và đặc biệt là hát karaoke rất chi là phê luôn, rất phê luôn. Đấy, thì cái cặp loa này thì hiện em đang giới thiệu với các bác của anh chị em đây, rất đẹp. Toàn bộ bên thùng vỏ bên ngoài là hãng thiết kế là cái thùng rất dày chắc chắn và được bọc bằng một lớp nỉ rất đẹp các bác của anh chị em nhìn đây, soi kỹ gần các bác của anh chị em thấy rất mới, nỉ zin bản rất mới, rất đẹp nhé. Và em đã vệ sinh qua và bọc qua một cái lớp ni lông này vào để chống bụi, chống bẩn các bác của anh chị em nhé, rất chi là đẹp cho các bác của anh chị em để sở hữu. Và toàn bộ mặt đằng trước của loa là được hãng thiết kế là cái hệ thống mặt lưới sắt bảo vệ cái màng bass và cái mặt loa tép kèn, rất an toàn chắc chắn. Đấy, rất đẹp các bác cùng anh chị em, zin bản luôn. Đây là em đang quay giới thiệu với các bác cùng anh chị em cái cặp loa GZX215, hàng bãi xịn, sản xuất tại Mexico, Mỹ, hàng zin bản từ A đến Z, đẹp trên 95% các bác cùng anh chị em nhé. Giờ em sẽ quay đằng sau để giới thiệu chia sẻ với các bác cùng anh chị em là về cái thông số của cái cặp loa này. Tất cả cái thông số thì đều được hãng thiết kế và để ở đằng sau đây. Jack ca lông, một jack ca lông cắm vào và một jack 6.0, jack 6.0 jack chay. Đây đằng sau đây các bác cùng anh chị em để ý rõ là thế này. Model GZX215 có số seri cuối cùng, ba số cuối là 780. Đấy. Cái công suất và thông số của cặp loa này là có cái trở kháng là 8 ohm, công suất là từ 250 đến 500 W các bác cùng anh chị em nhé. Rất dễ phối ghép, có thể chơi với một chiếc âm ly hoặc là một cục đẩy cùng vang số là cũng đã có thể là cho ra cái chất âm rất tốt rồi. Loa còn zin bản và rất đẹp, các bác cùng anh chị em yên tâm để sở hữu cặp loa này nhé. Cặp loa hiện đang có tại trên trang Audio Day. Và các bác cùng anh chị em có nhu cầu sở hữu cái model loa GZX215 này thì các bác cùng anh chị em là liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ sau: Trinh Trang Audio Day, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899 để được hỗ trợ chi tiết và cái giá cả tốt nhất về cặp loa này. Và cặp loa này thì hiện đang được em Trinh Trang bán ra với cái giá là chỉ trên 10 triệu thôi. Sở hữu phối ghép nghe tất cả các thể loại nhạc, nghe nhạc và hát karaoke chơi gia đình hoặc phòng hát, tất cả các cái phòng trà, phòng cà phê, rồi là karaoke chuyên nghiệp, rồi tất cả các show tổ chức rất chi là tốt các bác cùng anh chị em nhé. Và giờ thì em sẽ
test test một đoạn karaoke để các bác cùng anh chị em theo dõi và tham khảo thêm về cái chất âm, và có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái model loa này. Hàng rất chi là đẹp, rất đẹp và cũng rất ít về thị trường. Zin bản từ AMZ, em sẽ test thử một đoạn karaoke bằng một chiếc âm ni này nhé. Các bác cùng anh chị em để ý này, chỉ bằng một chiếc âm ni 2.33 là mã thôi, hàng vai xịn Hàn Quốc. Đấy, em sẽ test thử, các bác cùng anh chị em cùng theo dõi, và có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em để sở hữu model này. Tiếng bát của cái cặp DBN này nó rất êm, rất trầm sâu, rất mạnh, rất hay các bác cùng anh chị em nhé. Và hát thì nó không hề bị rít rú gì đâu, rất hay. Tiếng alo rất tốt này. Hay, hay lên 6. Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu cao, anh đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Đời buồn không em, nếu mộng xưa chẳng thành, anh tin không phải mình mà vì đời chia rẽ. Chiều buồn trên mi, hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài, ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng là yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn ngàn năm. Rất chi là đơn giản thôi, chỉ bằng một chiếc âm ni 203 Panama hàng bãi xịn, được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc, và em phối ghép với một cặp loa nổi tiếng của hãng JBL với model GRX215 hàng bãi xịn, được sản xuất tại Mexico, Mỹ. Hát với một chiếc mic CAF hàng em thường xuyên sử dụng để test loa, có một cái giá thành thấp nhất. Nó đã có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc karaoke. Các bác cùng anh chị em cũng đã xem qua cái video test và giới thiệu cái model loa nổi tiếng của hãng JBL GRX215 và đang có tại trên trang Aurore, được bán ra với cái giá là trên 10 triệu. Các bác cùng anh chị em có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ trên trang Aurore, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0976 697 999 và 0976 757 899. Em ship hàng toàn quốc yêu cầu, bảo đảm với các bác cùng anh chị em là cặp loa zin bản từ AMZ, chưa động chạm một chút gì, chưa có spa hay là mông má túc tát gì, và cũng chưa có thay thế một cái gì, đẹp trên 95%, được bán ra với giá là chỉ trên 10 triệu. Các bác cùng anh chị em nhanh chóng liên hệ với em để sở hữu cặp loa rất chi là nổi tiếng này. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do em Trinh Trang Already Test và giới thiệu các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke từ bình dân đến cao cấp, được nhập khẩu từ tất cả các nước trên toàn thế giới về. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng anh chị em vào các video clip gần đây nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.